Bé này bị cho cha dưỡng xích cổ không á? Không phải, nhỏ kia, À, nhỏ nhỏ kia đó. nhỏ xíu. Bà đi đâu rồi, bà nội? Lấy gì là xích cổ hả con? Dạ. Xong là cô đầu lấy tiền đưa cho con gái mà anh đi là tụi em mới lấy nhờ là thôi chị nín đi cho em nó nín chứ chị khóc cho nó. Kính chào quý ông bà cô bác kính mến, hiện tại ông Nguyễn cùng với ba má Tâm Ngọc với chị Hảo đang có mặt ở dưới Cai Lậy, Tiền Giang và cô bác. Bữa nay là xuống thăm một cái nhà cậu bé là mới trên 10 tuổi thôi nhưng mà đã ăn chay niệm Phật rồi. Thì trong khi đó là có một cái đứa em lúc trước là đi về nhà cha dưỡng của cô bác thì bị tác động liên tục, thì người bà đã đem về đây nuôi. Thì câu chuyện này là Phong Nguyễn đã đăng tải và chia sẻ rồi. Thì bữa nay là chị Hảo về. Dạ. Cha dưỡng lấy về nịch xích cổ à. Rồi bị công an bắt luôn mà. Như cái đó là công an. Nè với được không? Với được không? Công an bắt luôn rồi. Đấy, xong giờ bà ngoại rước về đây nuôi không? Dạ, dạ. Ơi, chồng dạ, dạ, chào, kính chào ông bà cô chú. Thêm một cái nữa rồi. Hôm nay cũng được chút niềm vui này. Đó, ngon lành canh đào rồi. Có cái các mạnh thường quân nên ghé thăm tu tâm độ ạ. Tu tâm độ phải không? Em phụ. Dạ. Rồi à, để chút vô không biết giờ được này rồi, nó đi rồi, học về đi. Chưa nữa. Phải không? Đâu ạ? Được rồi. Đi sức mà. Đi sức đây. Cái này là đi là bất ngờ luôn á chứ còn không có thông báo với ông bà cô bác. Nghe gì? Đây ông bà cô bác xem chương trình thì thương thương Phong với thương trong đoàn mấy anh chị trong đoàn cũng đó, cho một cái thì cho nó kênh YouTube của ông Nguyễn xin một cái like một cái đăng ký chia sẻ ủng hộ nha. Cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, chúc ông bà nhiều sức khỏe luôn. Đi đây mình chú lót cửa chưa? Ồ dạ đi đây mình lòng xuống. Ồ vậy á hả? Dạ. Ồ còn này không biết là bé nhỏ đi học về chưa nữa. Người ta đang cho về rồi đó. Đi lấy xe đạp ra rước nó. Người ta đang đón con về. À. Em có coi thấy không? Bà em thì đi công thả, bà chỉ sách đầu tiên. Chỉ thích chăm lo cho anh lắm bà con ơi. Để chỉ lo cho chị vui chứ không phải là em đầy đọa gì hết. Anh hiếp chị của mình đau thương dữ lắm. Trời ơi lúa quá tay nè. Lúa đây, quá trời. Chuẩn bị là chui xuống đít cầu ở đây nè bà cô. Vậy á hả? Dạ. Chui đít cầu thiệt á hả? À, đi qua cái đít cầu này. Gầm cầu. Đây. Wow. Ban đêm đi cũng sợ ha. Này xem đa đi qua lọt không? Dạ lọt. Thấp thôi chị, cái này thấp quá. Xeo lịch tất cả không được không á? Không, này đụng liền. Chết liền lại, cả liền thiệt. Xeo chú tâm của chú qua đó ra mất mùi. Nhà của bé cái mùi luôn. Gốc bên đây nào mời cô bác. Này đi bắt đàn rồi chị. Có con nào nằm ở chân? Con nào nằm ở chân quá. Con nào ngoài gì á? Con nào nằm ở chân quá? Hả? Ông ngoại với ông nội gì đó. Đây lớp cho ngoại, lớp cho nội, khổ tâm. Chào chú. Chào chú ơi. Chú nhớ tụi con không? Nhớ không? Rồi bận áo vô chú. Chú mặc áo giùm con đi. Nhớ cái khúc mọi người chui chui xuống đây nè. Dạ dạ. Đi đó hay đi đây? Mình vô cửa chính hay vô cửa phụ chị? Cửa nào cũng chui hết á. Dạ dạ trời, phát hiện rồi nhỏ đó đó. Ơi. Hình như bé này bị cho cha dưỡng xích cổ không á? Không phải, nhỏ kia. Nhỏ nữa. Kia, nhỏ xíu. Đó, bà Hảo không? Đây bà thấy nít là bà lại. Bên tay dạ bà đi con. Đi đường này té, đi lần kia đi. Đang tiếng lao xuống đó. Dạ. Chỉ có cái đường khó đi chứ lắm. Đó, nhà con này có chỗ dịnh. Có ai biết rồi. Dạ. Đây nè, ông nè. Ông đây nè. Để gửi quà cho mình nó ngon, mở đèn ngon. Bà của ổng mua xe đạp cho con nè. Đâu phải. Phải, mua cái bàn học. Đạp của bác Tấn quá. Mua cái bàn học. Quên nó, xin lỗi bác Tấn. Lộn. Vậy đi vô. Mà. Trời ơi, nhà giàu quá, ba cái tủ lạnh luôn. Wow. Tủ lạnh hư để thuốc không? Không sao cho. Vậy là con bé này không á? Bé này nè. Bé này bị trà dưỡng lấy dịch cổ. Vậy á hả? Bé không, bé này không con. Rồi đi vô.
Vô đây. Mở đèn cho nó sáng sáng. Bật đèn lên. Bà về qua nhà đi. Dạ. Bà ngoại, bà đi đâu rồi? Bà nội, bà ngoại đi đâu rồi? Dạ đi bán vé số rồi. Dạ, con bà ngoại đi bán vé số hả? Dạ. Ngoại hay nội? Bà ngoại. Con vậy con điện chú ơi, chú điện cô về đi. Chú điện điện cô về đi, còn vé số tụi con mua cho. Con lấy mượn cái. À đi mới lấy cái bàn học bà mua cho con đâu. Chưa mua. Gì kỳ vậy? Giờ này còn chưa mua gì nữa. Sao kỳ vậy? Sao ba không chịu mua? Chú nói vậy là tôi hỏi cho tới ổ rồi nha. Sao không chịu mua? Còn xe đạp mua? Ồ, ai mua xe đạp? Mua xe đạp chưa? Mua xe đạp chưa con? Chưa luôn. Sao kỳ vậy? Chưa. Vậy là không có niềm tin rồi. Sao kỳ vậy? Con không biết. Ủa cái bạn học của hổm là sao kỳ vậy? Nhà trưởng ấp đâu chú? Anh? Chú? Cặp bên đây hả? Nó hàng mua hoài là không mua nữa. Chú, bây giờ là chú có số trưởng ấp không? Đưa đây tôi. Hả? Lấy tiền tao quá nào mua. Quá nào. Giờ chiếc xe đẹp không? Con bố bác Tuấn kêu mua, tới nay cũng chưa mua luôn. Mà tiền là người đó giữ. Ờ. Đưa đây tu điện, ông đó. Ông mày. Em có việc chút thì điện thoại cho tôi. Dạ. Trời ơi. Nhà là con cũng biết luôn. Ngọc ngồi kia kìa, Ngọc ghế kìa. Ngồi đi, ngồi khái đi. Rồi chờ chị với bé đi chị. Hôm nay con không đi học hả? Dạ bữa nay con để đi khám bệnh. Đi ra đây bà coi. Đứng lên dạ bà hảo đi. Dạ ông bà đi. Mày hai đứa hai khuôn mặt. Dạ con dạ. Dạ ông bà. Chào bà. Chào bà. Con chào bà đây nữa. Chào bà. Chào chú. Con chào chú. Cảm mừng con. Giỏi. Ba anh em ruột. Ba đứa con là ba anh em ruột hả? Mày đứa cháu con. À. Lại còn khác nữa. Rồi con sao con không đi học bữa nay? Ngoại con xin nghỉ đi khám bệnh cho con. Con bệnh gì? Nóng ho sổ mũi. Ồ vậy hả? Đầu. Ừ. Nhiều chứng bệnh quá. Rồi dạo này con còn ăn chay không? Dạ còn. Đây con ngồi với bà. Đây. Qua đây ngồi bà trò chuyện thôi. Bà hỏi chuyện con. Tội em quá này, tội em nè. Ngồi đó đi. Bà cho em cục kẹo trước cái đã, không có tội quá. Chấn động nữa bà. Hả? Chấn động nữa. Chào ông. Ôi dồi. Giỏi quá. Đây này, bà đang đi kiếm kẹo cho tụi con nè. Đi với bà ngoại hả? Dạ. Thôi bà đi. Nè. Rồi, nè con. Dạ con cảm ơn bà. Bóc ra ăn đi, bà cho phép đó. Con chưa ăn bây giờ, con chuẩn bị ăn cơm à. Ồ, giỏi chưa? Con chưa ăn bây giờ, con chuẩn bị ăn cơm. Con ơi, dạ. Ví dụ như chút nữa đi theo bà ra ngoài kia, bà lấy thêm kẹo que nha. Sao không thấy kẹo que đâu hết. Này được không? Ăn đỡ sô-cô-la cho em kẹo que. Cho cháu kẹo que đi. Dạ. Lát nữa bà đưa cho. Đó. Nhiều kẹo lắm trong đây này nha. Nha. Cái này đèn trung thu này có cái móc để cầm nè. Chút nữa bà làm cho nha. Dạ. Con ăn đi. Con nóng như vậy. Cũng ấm. Ăn đi, ba anh em ăn đi. Để bà bóc cho. Dạ. Em của con là bé này lúc trước bị cha dượng lấy dây nịch cổ hả con? Dạ. À, lúc đó con biết luôn hả? Nghe ngoại về nói chứ con đâu biết đâu. À, con nghe thấy em con bị vậy con thấy sao? Thấy buồn. Thấy buồn. Con ăn đi. Con cảm ơn bà. Đưa bà bóc cho. Đừng con bóc một hồi bẻ hết rồi. Cái này cái gì chú? Rất mãi
Ấp này ấp gì vậy chú? Nè con. Dạ ói, đưa bà bóc xong. Alo. Ờ, anh trưởng ấp ở anh trưởng ấp không anh? Không phải, có chuyện gì? Ủa sao chú này nói phải, anh nói không phải ta? Chú nào? Anh chú. Chú. Phải nghe nè, chú ngồi đi. Mấy bà ổng lên hỏi này rồi mua đồ xe đạp rồi chưa nè, nghe ơi. Mấy bà ổng hỏi này là... Chú nói tên ảnh đi. À, chị cậu ấy hả? Ừ, bà ổng á. Anh ơi, qua liền nha. Chị ổng nói vậy? Rồi, tôi đang ở nhà này, em qua liền giùm nha. Quá đáng không? Quá đáng không? Qua được, qua được chết với tao. Mấy tháng trời. Thôi ta để yên cho Ngọc làm việc. Bây giờ á, là nói thật sự. Cái này là ảnh sai là ảnh không báo với mình thôi. Chứ xe đạp nhà quá trời rồi mua chi nữa. Quá trời xe đạp nè, mua gì nữa mua. Là ảnh sai, ảnh không báo với mạnh thường quân thôi. Chứ còn cái này mua quá trời rồi, tiền này để xài đi chứ mua chi nữa cả. Đúng rồi. Đúng rồi. Chiếc xe này mới tinh mà. Hư gì mới gáo đây mà hư gì. Đúng. Chiếc trong này nè. Chiếc này có bằng 10 phải. Nó vỏ thì chạy xe đạp lớn được. Chiếc này nó chạy cũng được nè. Không được, không được, không thể được. Chiếc nhỏ luôn kìa. Nhỏ hả? Chiếc nhỏ mới sửa lại đó. Ừ. Nó không mua mới sửa lại. Ừ, thì vậy xài được rồi. Bởi vậy nó không mua. Anh chứ nó còn mới nè. Dạ, được quá. Thì anh giữ tiền cho chú, nhưng mà anh sai cái là anh thông báo với thằng Thường Quân. Cô gái tôi đâu có giữ tiền, không biết. Dạ, không, con hỏi vậy chứ không có lại hỏi. Ủa, chú mua xe hả? Còn cái bạn học để hỏi lại coi sao. Cái gì là phải báo với Mạnh Thường Quân để người ta biết cái sự lo lắng của ông bà cô chú. Sao chị thấy sao chị? Cái tội nghiệp quá à. Hai anh em có một khuôn mặt nè. Dạ. Rồi sao? Con có nhớ lạy Phật mỗi ngày không? Dạ có. Con lại sao? Dạ con lại không sao đâu. Trời ơi vậy đó hả? Dạ. Lại bao nhiêu lại? Dạ con lại một ngày con lại mấy lần? Dạ, ngày con lại bao nhiêu cái chứ? Dạ 20 cái. 20 cái lận. Đi ra đi. Rồi bà nội hay bà ngoại nhỉ? Bà ngoại. Bà ngoại con đi bán xa không? Dạ bán ở bên chợ. Bán bên chợ hả? Tối con ngủ ở đâu? Dạ bên đây. Còn bên đây là ông ngoại ngủ hả? Bên đây anh hai con ngủ. Mà anh hai con đi làm rồi. Ồ anh hai con đi làm. Anh hai con đi làm ở đây hay là đi làm xa? Đi làm xa. Là anh hai ruột của con luôn hả? Dạ. Qua bên lớn một xíu vậy mà lấy gì là chích cổ rồi chứ. Trời ơi. Bạn bả chứ nó làm đó chứ tôi đâu có biết tiền bạc gì đâu. Dạ. Cái này thì tôi không rành. Thôi đi. Dạ dạ được. Mà chú cũng không hỏi là tại sao người ta đưa tiền cho mà không mà muốn. Nó có nói cho kêu này gì hàng ngày. Hàng ngày đi chơi, người ta bước đi chơi, mấy người nhà gần đó, thấy mồ côi đó. Kêu gì gì rồi mấy bữa rồi. Rồi không tạo đi. Rồi bảo thấy gì nó xin cái xe này. Sửa lại cũng phải tiền bạc. Nó ý hỏi chú là cái người mà nhận tiền để mua cái bàn với lại cái xe đó. Sao không hỏi là tại sao không mua cho người ta? Nhưng mà mỗi ba mỗi tháng này là không, nó hứa làm gì mà không gì vậy. Rác tôi hỏi bà ở đành hay tôi cũng hứa đành nữa. Mà có gửi tiền cho gia đình mình không? Có vậy được rồi, có là được rồi. À có, đưa có, tiền có, lại rồi hả? Không có, ủy ban hiểu ra nè. Giờ nó có dặn vậy đó. Dạ. Nhưng mà có chi tiêu hàng tháng rồi có gửi. Có, tiêu gửi. Nô nhưng mà tiền bàn học. Học không có. Xe đạp không có nữa. Bây giờ sẵn đây là em thưa với chị luôn. Dạ. Chú nói vậy á thì em cũng xin thưa. Cái tiền là lý do như vậy nè, mấy ông gửi cho cô chú
là mới vừa xong là cô đòi lấy tiền đưa cho con gái. Ờ. Đó, mà con gái ở xứ nào, xứ địa, xứ lai nào về không có phụ lo con cái, cháu với lại bà già. Nên là tụi em không đồng ý. Đúng rồi. À, tụi em không đồng ý mà anh đi. Là tụi em mới lấy nhờ là chính quyền địa phương đây giữ giùm để cho trao gửi lần lần mà xài. Chứ không phải tự nhiên có nhiêu đó tiền mà không đưa cô chú. Là cái tiền này là để nói thẳng ra là để lo cho mấy đứa nhỏ với cô chú khi nào mà. Dạ. Hồi đó được nhiêu tiền lận? Hết luôn là 23 triệu lận. Đứng đây, em đứng đây này. Chị này là chị bên Mỹ gửi về. Ý chị về đó em. Dạ. À, chị Hảo đó. Ờ, em đứng đi. Em đứng đi. Dạ. Đó. Đó ngồi, bên Mỹ chị về rồi chị ghé thăm. Không không ngồi đi, ngồi đi. Ngọc ngồi đi Ngọc. Ghế gì sẽ đạp cho tôi biết. Em nói chị vậy. Em có quen trình bày với chị. Dạ. À. Em ngồi đi, em ngồi đi. Ngồi ra đây nè, ngồi đây. Em ngồi đi. Qua mẹ bạn. Em có qua là họ chủ và bà Bảo Úc á, là bà của bé. Cho chị biết đi. Đi mua bàn với mua xe. Dạ. Cho bé. Bà nói thôi giờ mua cho bé cho coi là chiếc xe thôi. Khỏi mua cái bàn, đặng cái như tiết kiệm cái bàn là để cho thêm được một tháng tiền cho nó ăn thêm được một tháng. Em cũng thấy vậy thôi, bà tính vậy thấy cũng đồng ý. Thì em mới hẹn là nói thôi 2-3 ngày nữa qua mua xe. Cái bà chứ rồi mấy ngày cái chuẩn bị vô học, em tính là vô học mới mua chứ mua sớm em mới chạy cũng thấy xe. Rồi em đi qua rồi tại mới nói là trên trường học là có mạnh thường quân hứa cho bé xe đạp. Thì bà nó mới hẹn là nói thôi để coi chiếc xe đạp là nó bự nhỏ hay coi vừa không là chắc cho chiếc này quá. Phải chiếc này không? Thì tới lúc người ta cho thì bà hẹn nói để coi ta cho chiếc xe đạp xong đi coi được miếng ghế thì khỏi mua. Thì tới cho bự quá thì mới nói này mấy quá thì em đâu có gì mua xin phép mua kịp. Bây giờ xin phép anh cho tôi nói con, cái chiếc xe đạp này con chạy được không? Không. Không được đúng không? Dạ. Còn cái chiếc xe đạp nhỏ ngoài kia thì sao? Chạy được đúng không? Dạ. Nhưng mà chiếc xe đạp đó sửa lại con chạy được rồi đúng không? Dạ. À, thì bây giờ thôi chị Hảo chị thấy sao? Thí dụ á em nói vậy nè, chị không cho mua cái bàn cho thằng bé này là sai. Đúng rồi. Là sai. Tại vì thì cái bàn nó không có đáng bao nhiêu nhưng mà cho nó cái việc học hành cho nó ngồi ngay ngắn là trong cái việc học hành của nó là phải chăm lo. Cái đó là không được. Dạ. Cứ nghĩ như không có đi, cái Mạnh Thường Quân này là cái coi như mục đích chính là để lo cho mấy đứa nhỏ này. Tôi nói này. Thiệt tình là tôi rất là thương các cháu nhỏ. Dạ. Và tôi muốn cho tụi nó được sự đầy đủ trong cái thiếu thốn. Dạ. Cho nên cái tối thiểu nhất là nó cũng được cảm nhận rằng ồ đây là một cái bàn học của nó, để cho nó sẽ coi như nó tự động nó tăng trưởng cái việc học của nó có nó ham thích hơn. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu là tại sao gia đình lại nghĩ đến cái chuyện là cắt cái này cắt cái kia đi. Thì tôi cũng không biết được là như vậy là làm cho Mạnh Thường Quân người ta cảm thấy mình thiếu sự tôn trọng người ta, bởi vì tôi là người đề nghị mua cái bàn. Dạ. Chứ tôi đâu có nói chị đó. Không, của chị cái đó tại vì em cũng có trực tiếp qua em nói là mình chở đi bé đi là đi mua bàn mua xe luôn. Tại người bạn nói là giờ thôi khỏi mua cái bàn được không, nãy bỏ mua cái bàn là chị, để như kiểu như chặt trong nhà chặt nhà chị. Rồi chị tiếp tục đi chị yêu. Thì đó, thì bởi vậy cho nên là thấy cái đó sự thật ra mà nói nha, ngày hôm nay là đáng thôi cái này để chờ bà nó về tôi mới tuyên bố để cho bà hiểu được người ta thương cháu bà như nào, nhưng mà bà làm cho mình mất một cái niềm tin. Rồi bây giờ là cái số tiền còn nhiêu em báo cáo với Mạnh Thường Quân. Dạ chị, là em đưa là tổng cộng là 4 chuyến, mỗi một chuyến này là 1,5 triệu, 4 chuyến là hết 6 triệu. Bây giờ em còn giữ là 17 triệu 500 ngàn. Dạ. Dạ thì cũng thưa với quý Mạnh Thường Quân với chị Hảo của em thì với lại chú ở đây. Dạ. Thì cũng thưa với con chú vậy nè đây. À, cái chính á là Mạnh Thường Quân với bà chị đây là muốn để chăm lo cho các cháu. Thì bây giờ là theo em á nha chị Hảo. Dạ. Yeah. Theo em á thì chị thấy cái chiếc xe đạp này á là vẫn còn xài được. Vâng. Thì cứ xài đi. Vâng. Theo vẫn xài được thì cứ xài đi. Tại vì mình không mua, ở ngoài kia thì cũng có mấy chiếc hư liện tùm lum ở ngoài kia. Đó thì mình mua nữa cũng phí phạm. Thì bây giờ là cho em xin phép em, cái này em gợi ý thôi nha chị Hảo. Cái quyết định là ở quý Mạnh Thường Quân với chị. Chính đó. Thì bây giờ cái bàn học á là ngày mai em sẽ đi mua liền cho cháu. Dạ. Tại vì vô năm học rồi. Năm nay con học lớp mấy thì rồi? Lớp 3.
ba đó nha nha chú, là con xin phép vậy nha, rồi mua cái bàn học cho cháu đi. Cái này là cái này là nói thiệt chứ đúng mục đích mà chị, một sự động viên cho nó học hành mà nó cũng cảm nhận nó có một cái thế giới riêng của nó. Thì... rồi còn cái dạ còn cái xe đạp á là không phải là không mua nha chú, là cái nhưng này là theo như tụi con để ý có xe nào thì tại hồi trước kia cái này là cũng xin phép chú Tuấn là dạ Tâm Ngọc và coi như là cũng xin phép chú, là tại vì ở đây là Tâm Ngọc với chị Hảo ở đây là đi coi như hoàn cảnh là rất là thực tế, nhìn thấy thì con quay xe cho chú Tuấn thấy nha. Đó rồi đây rồi con lát con đang quay chiếc xe nhỏ của em bé ngoài kia nữa. Đây là ta tặng. Dạ anh ta mới tặng ở trường học đó, đó chiếc xe rất là còn mới nè. Chiếc xe mới là của trường đó, mà dạ. Thầy Vương đã mới cho chứ. Ừ đó nên là không mà chiếc xe kia con đi được không sao đúng không? Ờ vậy thì mình mua chi phí xin bác tính cái tiền đó là để cho. Dạ thì đó có em cháu không biết là được. Đó, nhưng mà nhóm xác nhận là còn đi được một chiếc xe đó thấy không đó. Ngon lành không? Ôi đây nhưng không qua con dựng vô cái đám nó luôn cho thấy xe dựng vô đám nó luôn không đó chung đó ba bốn chiếc xe thì bây giờ là chú thương chú nói như vậy nhưng mà mình xin phép vậy đó là tùy để chú lên chú coi rồi chú coi ý kiến chú sao là không mua để dành tiền cho tụi cháu chú mua chi phí quá đó là hai ba chiếc rồi, rồi ngoài kia còn hai rồi mẹ con có về thăm con không? Là tổng cộng như là xe nhỏ xe lớn nhà này là 5 chiếc. Ờ. Ừ. Đó. Hả? Cha con đâu? Vậy là mình mua cho bé cái bàn thế chị? Đúng rồi. Dạ. Sao chú nhất trí vậy không chú? Giữa nói lại cho con dừng giữa nói cái đó. Không mà bây giờ tôi nói thẳng vậy nè. Dạ. Bây giờ nói thẳng vậy nè. Đến đây á là mục đích chính của chị Hảo với Quý Mạnh Thường Quân là để giúp cho mấy đứa nhỏ. Dạ, dạ. Bây giờ cô có mà đồng ý cho mua không cho mua gì anh cũng nè. Mua cho dạ, tại dạ, vì dạ. Cái này là mình xài đúng mục đích của Quý Mạnh Thường dạ, Quân dạ. Là đúng cái đúng yêu cầu của mình đúng rồi là của chị Hảo là dạ, muốn dạ. Muốn thương bé lo cho bé chứ bây giờ nhà ví dụ để cái bàn đó đâu có bự thì để cho bé có một cái chỗ lớp học chẳng hạn như cái bàn này nó đâu có cái gì đâu thì mình không xài thì mình khiêng chỗ khác mình để bàn học cho em nha. Dạ dạ. Đây là mỗi vậy là chắc em tính với chị vậy là chị Ngọc là cái như mình mua cái bàn rồi, còn ấy ví dụ như có giờ vô giờ ra được luôn mà bàn nhỏ. Dạ, dạ. Với lại tôi nói anh vậy nè, anh kinh nghiệm đi. Thì nói điều này cũng là mong chính quyền địa phương cũng quan hệ cho tôi nhưng mà dạ. Cái điều này tôi nói là tôi chỉ góp ý xây dựng thôi. Ví dụ đi cái theo cái nhu cầu của Mạnh Thường Quân thì hồi đó là cũng tin tưởng gửi gắm em, ví dụ như gia đình không chuyện gì là em phải thông báo cho Mạnh Thường Quân, cái đó mà mới đúng. Không cái đó có là cái lỗi của em không quên chị. Đó là phải có cái sự tôn trọng chứ ỷ y chẳng hạn như có tụi tôi đây không nói gì chị Hảo bên Mỹ là chị ý ý ừ mình giúp cho cái thằng cháu đó rồi mình cũng yên tâm mình đỡ lo lắng mà rốt cuộc là cái sự thương yêu của chị là không đi tới đâu hết trơn thì vậy là tội cho từ cái bên Mỹ mà chị làm chị lo lắng. Nói thiệt với lại bà con nha. Em nói đây là nói thiệt em với chị mà chị Hảo em là cũng là nói thiệt không có ruột rà máu mủ gì hết á nhưng mà tụi em là thương nhau quý nhau là qua cái tấm lòng. Thì chị đi làm rất là cực khổ, đôi khi bệnh hoạn cũng không dám nghỉ. Không phải nói vậy là mình nói quá nhưng mà thực tế như vậy, tại vì cái tâm chị lớn quá. Đó là chị nói thôi ráng đi mần đi. Mần được một người, làm được một người á, làm được một ngày là nuôi được cả một gia đình. Đó, đó chị nói một vậy nên chị làm hoài. Đi làm hoài. Thôi là đó đó hả? Dạ, thôi nè. Dạ đúng rồi. Đó đó đó, giỏi ghê chưa? Đó là coi hả? Trời ơi mà nó mới nói chuyện nó nói con vẫn ạ, con không có ăn cái này đâu. Hỏi sao vậy, con ăn chay mà. Tội ghê không? Đó chị Tâm Độ ơi, lý tưởng của chị đây nè, mua cái bánh bắp này cho mà nói rằng là chị giờ chị ngủ dậy chưa chị, điện chị chút bây giờ là mấy giờ, chiều trưa sáng lắm bên đó thua. Bây giờ 4 giờ thì bên chị có nghĩa là bên chị đã là 3 giờ mà bên chị Tâm Độ mới có 12 giờ. Mấy giờ nè con, bây giờ con đứng xuống đây đi, con có lời nào muốn cảm ơn con sao mà gọi chị Tâm Độ dạ. Đi gọi được á, cảm ơn bà Tâm Độ không, bà Tâm Độ thương dữ lắm luôn. Dạ. Ở đây gọi thôi
Dạ cứ gọi đi. Dạ. Chị còn thức đó. Còn ăn đi. Dạ ông được thì thôi để. Dạ. Không, từ hôm mà có chị hỏi thì thấy có chuyện đổi nha. Dạ. Gần nay thì như số rồi địa bán rồi. Không thì dạ, cái hoàn cảnh này được chuyển đổi sao anh nói cho quý Mạnh Thường Quân dạ, mừng đấy. Cũng có thay đổi, thấy dạ, thay đổi nhiều dạ, chuyện. Dạ. Em giờ cái nhưng em cũng có lần dạ, rồi cũng có để ý. Dạ. Tại vì những hộ em nói thật là hộ này là những hộ đặc biệt khó khăn của trong địa bàn của em luôn. Dạ. Thì sao Mạnh Thường Quân mình có quan tâm rồi giúp đỡ hộ thì em thấy cũng có chuyển đổi nhiều lắm. Từ rồi đi bán giấy số lãnh giấy lên thầu á, lãnh giấy số thêm về bán. Ừ. Tối thì ở nhà cái như đương đệm như đây. Ừ. Đây là những mình của bà đây nè. Ừ. Đấy, đương nhà ai bán giấy số xong về rồi đương thêm. Ừ. Cái này rồi ban ngày thì lãnh giấy số đi bán. Ừ. Thấy cũng cần cù lao dạ, động thêm lao động thêm. Dạ. Đương vậy dạ, là thấy cũng có chuyển đổi dạ. Nói đúng ra dạ, thì chắc chị cũng không nghĩ rằng ngồi chỗ nào nó học cũng được. Thôi tiết kiệm cái đó để có thêm ngân quỹ của gia đình dạ, nhưng mà cũng hiểu được là không phải chị dùng tiền đó để chị làm chuyện gì mà nó không đúng mục đích. Nhưng có một cái là cái mục đích, cái tiêu chí của tôi là muốn cho cháu nó có một cái thế giới riêng học hành của nó, để từ đó nó mới có ý chí nó vươn lên. Bà con nhìn coi học biết bao nhiêu giấy khen luôn. Ừ. Chắc ngủ rồi Ngọc ơi. Dạ, đến là chị. Biết bao nhiêu giấy khen rồi rất là ngoan ngoãn, nói năng thì ngồi lên con ngồi đang ngoan lắm, nói năng lễ phép. Mà cháu lại đặc biệt một cái là mới bằng này tuổi đầu mà ăn chay trường, thử hỏi làm sao không thương cháu được. Đây con đứng đây cho bà, con ngồi đây với bà để em nói anh điều nhà cũng thử hỏi làm sao ông bà nhìn vào mà coi làm sao không thương được. Rất là tội luôn, sống rất là khắc khổ mà ngoan ngoãn, lời ăn tiếng nói rất là lễ phép luôn. Cho nên nếu mà cháu không được mua một cái bàn để học thì đó là một cái nỗi thất vọng lớn lao của tôi luôn. Từ vì đối với tôi trẻ con là số 1. Từ vì sống ở bên Mỹ lúc nào con nít cũng là niềm yêu thương của dân tộc người ta. Cho nên sống ở bên Mỹ cũng mấy chục năm tôi cũng theo được cái bản chất đó rồi. Rất là thương yêu các cháu nhỏ. Khi tôi gửi tiền để mua một cái bàn học, không phải là số tiền nó cũng lớn lao gì, lúc đó chị gửi cũng riêng 100 đô để mua cho nó cái bàn. Thì cho tiền nữa chị. Rồi cho tiền trước thì khác, nhưng mà nói riêng tiền bàn học của nó là 100 đô sau này là để mua cho cháu cái bàn học. Nhưng mà bây giờ đã làm cho tôi rất là buồn luôn, tôi buồn lắm. Từ vì tôi buồn là tôi muốn xin lỗi cháu nè. Tôi xin lỗi cháu là bởi vì không phải chính tay tôi đi mua cho cháu mà ủy quyền lại cho một người khác, mà giờ này làm cho cháu cảm thấy rằng biết đâu trong thâm tâm cháu là một đứa trẻ ngoan. Cháu không muốn nói ra nhưng cháu cảm thấy thất vọng là vì cái niềm mơ ước của cháu, cái ước mơ mà nhỏ nhoi nhất là có một cái thế giới học tập cho riêng mình cũng không được đạt thành nữa. Thì còn cái gì nữa, còn muốn gì cho cháu được cái gì nữa đây. Nhưng mà qua đây thì em cũng xin nói với bà ngoại á, là con nít mình phải cho nó cái niềm tin. Đúng không chị? Dạ. Con nít đúng mình phải rồi, cho nó niềm tin, mình hứa là lùi mình cái này vô một chút thì kể để cái bàn đúng đây rồi, cũng được. Cái bàn này đâu có xài gì. Dạ. Là nó một cái niềm tin tự nhiên. Con nít phải cho nó cái niềm tin chứ. Tại vì cháu bé này nó là một đứa nhỏ khờ khạo, học dốt hay là gì, con đấy cháu học rất giỏi. Đó là một cái sự mà mình động viên. Đây là nói xin lỗi ông bà cha mẹ, gọi là xin cho tôi được nói một điều, thiếu trình độ dân trí để mà quyết đoán cho một cái chuyện quan trọng cho con cháu mình. Nó là một đứa trẻ rất là ham học, nó mới được những cái bằng khen như vậy. Và cháu rất là ngoan ngoãn trong lời ăn tiếng nói. Tại sao mình không dùng những cái chuyện mà Mạnh Thường Quân người ta đã đề nghị để mà mình đôn lên cho một cái năng khiếu của đất nước như vậy. Mình cứ phải hủy diệt nó đi như vậy vì cái nghèo của mình. Trong khi cái nghèo của mình thì cũng được Mạnh Thường Quân người ta cũng lo cho cuộc sống cũng tạm qua ngày rồi. Thì bây giờ phần riêng của nó là vẫn phải trả về cho nó, nhưng tại sao mình phải tiêu diệt của nó đi như vậy? Cái đó là một cái điều tôi không bao giờ mong muốn. Tôi nói thật, khi tôi nói chuyện này ra chẳng lẽ mà tôi chảy nước mắt tôi ra. Nhưng mà tôi rất là bức xúc luôn.
tôi bức xúc vô vàn luôn. Bà ngoại tiếc tiền. Con ơi, con có thích cái bạn Học không? Dạ có. Đó, thế ông đâu đỡ đâu. Bà Hảo mua bà đã cho tiền để con mua rồi. Con mà mấy tháng trời với lại con thông cảm cho bà ngoại đi, tại bà ngoại cũng khổ quá, đừng buồn ngoại nha. Dạ. Ừ, thông cảm cho ngoại nha. Rồi hôm nay bà Hảo xuống là mà mai chú kia sẽ đi mua liền theo cái mong muốn mong ước của con. Mà bà Hảo cái điều này là bà Hảo lo từ trước lận nha. Dạ. Ừ. Anh biết sao không? Cái giường này dê xê dịch lên một chút rồi cái bàn này đưa lầy vào trong, không cái bàn này đẩy lùi vô trong, xong rồi cháu có thể được để cái bàn học ngay đây cũng được. Đó. Dạ con cảm ơn. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Dạ, mình nói mình phải có đơn vị nha. Thế dù ông, bà, cha, mẹ, anh em gì đó, mình phải có cái đơn vị để vào đó chứ. Con nói con cảm ơn người ta không biết con đang cảm ơn ai nha. Đây là bà Hảo nè, con cảm ơn bà Hảo dạ, đi. Dạ, Ngọc ngồi lên bà Hảo không em. Con cảm ơn bà Hảo, ôm bà Hảo, cảm ơn bà Hảo đi. Dạ con cảm ơn bà Hảo. Ừ, ok. Rồi con đây này bà nó về nè. Con cảm ơn bà Tâm Độ. Ờ, con nói đi. Dạ, con cảm ơn bà Tâm Độ. Bà đã thương con. Bà đã thương con. Con hứa với bà. Con hứa với bà ăn chay niệm Phật. Trời ơi thấy không? Đâu có phải là ôi đâu có phải ơi, là mình xuống ở đâu. Con hứa với bà mới có con hứa với bà thôi. Mà nói liền ăn chay niệm Phật thấy không? Nó rất là hiểu chuyện luôn. Em nói thật với chị á. Có lẽ là em phải dằn cái cơn giận buồn của em lên xuống. Được sống được. Tôi để ra đây cái mấy. Bà bãi rồi. Thôi chú cho con xin phép đi. Chị ngồi đi. Dạ em chỉ muốn hỏi chị là hồi đó em gửi tiền để mua một cái bàn cho cháu. Em là người ở bên Mỹ về. Em là người đã gửi tiền cho cháu mua cái bàn mà trước đó em cũng đã tặng riêng tiền. Dạ. Tiền cho chị, cho cuộc sống. Mà tại sao cái bàn của cháu tới giờ này nếu chúng em không tới thì cho đến bao giờ thì cháu mới có được một cái bàn trong khi cháu học giỏi như vậy. Em nói thiệt em tức mẹ, chẳng lẽ em đang dằn cái cơn khóc của em lại đó. Dạ. Dạ đây vậy chị nói vậy cái mai mốt rồi kêu cháu đi shop nó đi mua. Bây giờ em cũng tính là hà tiện bớt á chị. Em hiểu. Dạ. Em hiểu là chị muốn giữ cái tiền lại cho cuộc sống. Dạ. Nhưng mà chị phải hiểu rằng tương lai của đất nước đang ở đây mà nó cũng chính là tương lai của một gia đình nữa. Dạ. Chị phải đầu tư cho nó để cho nó học hành, mai này nó học giỏi. Dạ. Nó mới là một người con mà có tốt tốt cho gia đình mà lại một người tốt cho xã hội. Nó mới làm được ra những cái đồng tiền để mà nuôi lại mà báo hiếu lại cho ông bà chứ. Chị thấy nó rất là ngoan luôn. Em nãy giờ em nói trước đây á, em đã có một người bạn cảm nhận rằng là cháu sẽ được sự mà gọi là xúi dục của gia đình để ăn nói, nhưng hôm nay em nói thật, em đến đây là sự một cái bằng chứng rất là hiển nhiên của em. Tức là cháu tự ăn tự nói một mình. Vừa rồi nói nó cảm ơn cô Tâm Độ, nhưng mà nó đã nói là con cảm ơn bà Tâm Độ, con hứa với bà là con sẽ ăn chay niệm Phật. Đó, nó đâu biết bà Tâm Độ là một người tu bên kia đâu. Cho nên cái việc đó em muốn chị phải thực hiện ngay cho cháu. Bởi vì hôm em có nói với cháu mi sớm, bởi vì em cũng tính là để hà tiện bớt cái chị. Cháu nó học nhiều ngày, nhiều năm. Rồi em nói thôi, mi sớm thôi con đụng mua con ơi để dành tiền cho em nó đi học. Bà thì ngại già. Xin lỗi cô, tại vì trong gia đình thì cô làm gì cũng thông qua nói chú một tiếng. Chú không biết gì, chú trách anh trưởng ấp cũng tội ảnh nữa. Tưởng đâu là tiền chú trưởng ấp này rất là tốt nữa. Rồi tính bạn với chú, cháu bị sớm vậy chú. Đó ngồi đấy, ra cho bà ôm ngồi. Rồi nói đó thôi con đừng mua để dành tiền cho em nó ăn học. Gia đình của mình là mình phải tập cho con cháu cái mà thật thà ngay thẳng. Và đồng thời mình phải hỗ trợ nó trong vấn đề học hành. Tại vì phải chi cháu không chịu học. Còn đây là những cái bằng chứng hiển nhiên của cháu đó. Cho em biết, em không cần phải hỏi, em chỉ cần nhìn cái đó thôi. Nó học cũng giỏi lắm chị ơi, học cũng được lắm cô giáo đồ, cô cũng mới nói con ấy. Đăng Khôi nó không có cha mẹ dạy mà nó học cũng giỏi con quá. Con phải tiếp tục như vậy nha, mỗi năm mỗi năm bà về tới 2-3 lần, nhưng mà bà sẽ cố gắng bằng mọi cách là bà tiếp tục theo dõi con đó nha. Bà sẽ tiếp tục theo dõi con để xem sự học hành của con như thế nào. Con hứa với bà con sẽ học giỏi cho bà hài lòng ạ. Thấy chưa, đâu ai dạy đâu, không một ai dạy tuổi ăn tiếng nói của con. Bà rất là thương con luôn. Hôm nay á, không phải một mình bà mà còn những người bạn của bà ở bên Mỹ cũng thương con lắm.
Hôm nay là bà mang về đây cho con một món quà rất là lớn. Đó là con phải hiểu được rằng là những gì con đã làm được, chứ không phải là người lớn làm cho con. Nhưng mà những gì con đã làm được mà người nước ngoài, các bà, các ông ở nước ngoài đã nhìn được thấy. Ông bà, cô chú ở nước ngoài nhìn thử coi, một đứa trẻ như vậy. Thật sự là tôi ngồi đây để chứng kiến rằng cháu không hề bị ai đôn đốc lại ăn tiếng nói, cháu rất là tự nhiên. Đó bằng chứng như là mới nói là cảm ơn bà Tâm Độ, là nó nói con cảm ơn bà, con hứa với bà là con sẽ ăn chay niệm Phật. Có ai dạy nó đâu. Mà một ngày cháu lạy Phật mấy lần luôn. Đó là nhiều khi Phật trời thương nó, tạo cho nó có được một cái bản năng tự nhiên của nó để mà biết ăn ở đạo đức. Chị biết con nó mổ gực thừa mà tối cái cầm dây chuỗi nó đeo á, cái nó lần cái nó mô Phật nó phù hộ độ cho con mau hết bệnh á, con về với ngoại, ngoại không có buồn rầu. Con trời ơi nguy hiểm quá. Đi vô ông ngoại không ngồi. Có nhảy như vậy nha con, cái nền đất nó cứng lắm. Con nhảy như vậy nguy hiểm lắm nha con. Vậy là bản chị về bên đây được mấy ngày rồi? Em về được hơn một tuần rồi. Nhưng mà em đi nhiều, đi phát quà. Để em sắp xếp rồi, em sẽ mua. Dạ thưa vâng, cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Bởi vì thì theo cháu bị sớp nó mua lâu dạ, rồi. Anh ngồi yên bàn. Chút xíu có việc luôn. Em có bàn với cháu, nói thôi giờ bà Út thì ngại già rồi, không biết bệnh bao giờ nào mà họ con mua cái bàn cũng mấy triệu rồi. Thôi để dành cho em nó ăn, nó đi Ngọc học. Ngọc ơi, thì có Ngọc với chú Tâm ở đây luôn, thì chị cũng muốn thông báo cho cháu một cái điều rằng vừa rồi nói ngoan lắm, nói rằng là con hứa với bà là con sẽ sao, con hứa với bà sao ăn học giỏi đó, tự nó nói ông à, không ai dạy nó hết á. Con hứa với bà Tâm Độ nãy sao là dạ, hứa bà Tâm Độ con ăn chay niệm Phật đó mỗi ngày luôn đấy, thấy luôn, cho nên là rất là đáng tội luôn, thật tình mà nói là rất là đáng tội cho một đứa trẻ như vậy. Con chị đừng nén cảm xúc đi. Bà Tâm Độ với bà Hảo yêu thương dữ lắm. Là chị Ngọc cũng tuyên bố cho nó biết đi Ngọc. Ngọc chị tuyên bố này. Hôm nay thì bà theo lời chỉ dẫn của bà Tâm Độ là có mang về đây cho con 200 đô là 5 triệu để cho riêng con, cho con ăn học. Thì thôi số tiền này Ngọc cũng quyết định dùng cho cháu là sẽ làm gì. Chị cho vỗ tay con, cảm ơn bà con. Rồi, con đứng lên con khoanh tay, con cảm ơn bà Tâm Độ đi, con hứa gì khoanh tay. Con cảm ơn bà Tâm Độ, con hứa ăn chay niệm Phật mỗi ngày học giỏi. Đó, thế rồi, con có chúc sức khỏe bà không? Con chúc sức khỏe bà. Sao, chúc bà sao? Con chúc bà ăn giỏi. Dạ, làm ăn phát đạt. Làm phát đạt. Làm ăn phát đạt. Rồi, gì nữa không? Dạ không. Ba không, đó là Phật thật. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn bà. Dạ. Bà Tâm Độ vui nhất là con hứa ăn chay niệm Phật đó. Đó, đúng rồi. Điều đó là ai cũng muốn hướng theo cái lời Phật dạy đó. Mà con là con đã nhỏ tuổi mà con đã ăn chay niệm Phật thì quý dữ lắm. Bà Tâm thương dữ lắm mà ông bà cũng thương. Tiếp lời này nè con. Sáng giờ chị chở nó đi khám bệnh hết nhiêu tiền? Có bảo hiểm có đúng tiền cô, đúng tiền xe đồ á. Đúng tiền xe rồi thôi chứ bảo hiểm lo cho 100% phải không? Dạ. Dạ, thôi gì cũng mừng. Đi khám hết trơn bốn đứa vậy nè cô ơi. Nè bà ơi. Đâu đưa cho bé đi, chị ra cho bé đi. Đếm dùm ra phải ha. Chị không đếm cho em. Năm năm 25 phòng. Bệnh lượt bốn đứa hết đi khám. Trời này trời mưa nè, nó dễ dạ. Chị cẩn thận, chị phải vệ sinh kỹ cái tủ dạ. Nha. Đây là hai bà cùng đếm rồi nha. Cái này là bà Tâm Độ gửi về cho con nha. Đó, để cho con dành dụng học hành nha. Tiền ăn uống thì đã có bà ngoại giữ. Còn tiền này thì bây giờ là để dành khi nào mà con cần thiết cái gì đó. Con muốn mua sách vở hay con muốn mua riêng cái gì thì con cứ việc nói
ai là người sẽ giữ số tiền này cho cháu. Thì ơi, con cầm đi, con cầm cô, đi xong cô rồi. Chú ơi, cô chú ơi. Con giữ hết đi. Dạ, chị tâm độ của em. Con cảm ơn bà tâm độ ạ. Dạ, thưa chị Hảo. Em tính gợi ý như vậy coi thì chị xem sao nha. Thì như chị nói là tiền hàng tháng thì đã có bên gửi bên anh tổ trưởng chi. Thì cái số tiền này là chị tâm độ cho mấy bé. Thì cũng cho riêng cháu này, nói rõ là cho riêng cháu này. Cho con là để con học hành, thiếu thốn cái gì đó là con lo. Thì bây giờ tạm thời là cũng gửi cho mấy này đi. Đúng rồi. Rồi chị nếu mà cần thiết cho cháu á, con trai gì là chị cứ điện thoại anh này đem qua. Mà bây giờ là cái này là coi như là xây dựng nha anh. Với tính cách là tình thương xây dựng. Thì theo như là ý kiến của Mạnh Thường Quân như vậy là của hai bà chị. Thì ví dụ sau này mà không có y lời như vậy thì có gì anh nhớ alo anh báo để tôi báo cho Mạnh Thường Quân hai chị là biết yên tâm. Mà cái số tiền này là không được xài sai mục đích nha. Là cái tiền từ trước tới giờ đó là Mạnh Thường Quân sao thì sẽ làm theo cái mục đích mình xài cho đúng mục đích. Rồi sáng nay là anh sẽ sắp xếp anh đi mua liền cho một bé bằng học quay lên liền. Tại chị còn ở Việt Nam đó. Chỉ còn ở Việt Nam, tôi nói thiệt anh, ở đây á, nếu mà một lát anh chỉ điểm đi, tôi ghé tôi mua, tôi kêu nó giao lên tới đây. Lát anh chỉ điểm cho tôi, rồi, tôi sẽ hỏi giá để anh mua đây, để anh quay ra. Anh hỏi, có đi hỏi giá hết. Vậy thì anh điểm, rồi anh điểm lên đi. Rồi chị có thể chị dọn dẹp cái khu này nè, để cho em nó học. Dạ. Tại rồi qua bà nói như có những gì đây, mình có nghe. Đó thì vâng, thì có gì chú cũng, chú mua về chú cũng giúp đỡ cho cháu là dọn cho cháu. Ý kiến để dọn cho cháu một cái chỗ để cái bà dạ vâng đó tôi cũng thích ở chỗ này nè. Dạ tôi cũng nghĩ nãy giờ đó cái bạn đó mình giờ cái bạn nó cũng gọn nhẹ lắm chứ không được thì ở đó nó sáng có thấy được. Dạ chị Hảo như vậy thấy thì bây giờ số tiền này gửi sang cho chú. Dạ đúng rồi thì vẫn cứ tiếp tục như là cộng thêm vào số tiền của gia đình đó thì mai này cái ăn cái uống. Bây giờ anh thông báo cho bạn Thùng Quân biết mình còn nhiêu. Dạ mình còn 17 triệu, 17 triệu 500. Bây giờ 500. Thôi bây giờ 17 triệu 500 thì anh đưa lại cho chị 500 đi. Để bữa nay có bà Hảo xuống nè, rồi sáng mua coi gì ngon ngon cho tụi nó ăn. Rồi mình anh giữ lại là với 5 triệu 22. Này là 22 triệu. Vậy đi. Rồi nè con gửi cho chú này đi. Gửi cho cậu ba. Rồi đúng rồi, để cho nó xài luôn. Mỗi tháng là chú cấp 1,5 triệu. Cảm ơn chú đi, cảm ơn chú. Cảm ơn cậu ba. Cậu. Vậy anh, vậy thì anh gửi lại cho chị 500 đi. Chị sao? Sao? Em có tiền lẻ. Cho chị đếm tiền. Cho cháu, chị phần chị cho cháu. Cho nữa hả? Cho cháu 1 triệu đi. Nè, bà cho con 1 triệu. Vâng, cảm ơn bà. Vậy khổ cho lại đi. Khổ cho lại 22 triệu 500. Dạ, chị với số đâu? Đưa đây tụi em ủng hộ cho. Rồi nghe là chị mới chở em đi về khám bệnh mà. Lần lần đi lấy giấy số thì em mua chị lấy bao nhiêu tờ vậy? 80 tờ cô. 80 tờ thì em lấy hết cho chị rồi ngày mai chị nghỉ không đi. Có em được bán hết một chục tờ rồi. Còn 70 tờ đúng không? Còn 70. Thì bây giờ em lấy hết cho chị nhưng mà ngày mai chị nghỉ một ngày để lo cho cháu với chị mới đi. Thương lắm bà con, chị mới chở cháu đi khám bệnh về mà lật đật đi lấy số bán liền luôn. Dạ là em lấy hết hiên. Dạ. Rồi là chị ngày mai chị nghỉ một ngày đi hiên. Thành số này thay như mai chị đi bán. Dạ. Thì để sức khỏe ở nhà nghỉ ngơi một bữa. Rồi lo cho cháu. Là hai bà cháu mới đi khám bệnh về bà con. Mà vẫn đi như vậy là nhiêu tiền chị? Ngồi xuống. 700 ngàn. Anh tặng cho mỗi người 5 tờ đi anh. Có số nào trúng chị? Đời có biết số nào trúng phải tặng biết à. Bây giờ là 700 hả chị? Dạ. Bốc đại hả? Bốc đại chứ có biết. Ngọc ơi đưa 500 thôi chị phụ 200 vào đó. Chị mua 200 đi. Nhé. Phụ nữa. Trời ơi chị. Nè. Rồi bỏ vô. Hải tờ này không Ngọc? Hải tờ này không Ngọc? Đây để em đưa cho nè. Đây nè. Chị Hảo này nè. Chị là cái chị này ở bên Mỹ đấy ha. Hôm bữa có nói chuyện qua điện thoại với cháu đó. Nó bấm mà sao xé ra được. Đưa chị xé. Bấm vậy nè. Nè bà giữ này bà cháu. Đưa cái bấm này ra đi. Đưa chị Hảo 2 sắp đi kìa. Thôi cứ giữ hết đi. Ai dò chị đâu biết dò đâu. Chị giữ làm gì. Bây giờ cho anh thiệt mình. Ông không biết dò đâu. Thật sự như vậy đó. Có đưa cho ông cái ông đẻ đó hả? Ông không dò đâu. Người ta
năm tờ. Năm tờ phải không? Dạ, tính tờ đi cho rải rải, có ai trúng thì đi từ thiện. Chị ơi, cái này là của chị Hảo em mua với số 20 tờ, em em 50 tờ là 700 hả Thảy em? 700 em đưa chị 1 triệu nè, còn thừa ra 300 mai đi chợ mua đậu hũ cho nhóc ăn nha. Mua mấy chai nước tương với đậu hũ cho con ha con. Mua rau, mua sữa, mua sữa đậu nành cho nó uống. Đây, 1 triệu. Rồi. Nuôi con luôn, con trai. Ừ, ngoan nha con, thương quá. Trời ơi, để kể kể cho chị với cô Hảo nghe. Có mấy cái này tiền rách nha. Chị gỡ ra giận quá cái đức đại dân đại không phải chị biết gỡ chứ không biết gỡ là nó rắc cái không rắc ai dân đại không rắc rồi có sao không á rắc đâu có yêu cầu cái mộc mình còn à cái mộc mình còn á ừ còn cái này không á ừ nè rồi chị nè, nói chuyện gì với cháu đó chị nói đi chị còn hai số nữa có hai số ơi được rồi chị nói chuyện với con là cô Mẫn á cũng háo hức thăm con dữ lắm nhưng mà chưa có đi được. Có một chị bạn cũng về chung chị cũng muốn đi thăm chồng lắm tại mẹ chị đang bệnh á. Này em tặng chị trước đi năm tờ. Trời ơi vậy cảm ơn cô nhiều. Rồi cứ coi như tặng lời cho chị khỏi giữ luôn đi. Xé mặt chứ nè đó. Tại em gỡ. Gỡ gì được. Bấm xe dạ về một tháng ạ, về một tháng mà chị về một tháng rồi chị đi ha. Dạ vâng, mà cũng về được hơn tuần này. Bây giờ sao? Bà bữa hổm bà nói lên bà nuôi cho đi học đàng hoàng giờ con không chịu thôi vậy bà Hảo rước con về Mỹ nha. Đi Mỹ không? Đi Mỹ đi. Không, con không muốn sang ngoại. Trời đất ơi, sang ngoại đi chứ có cái bằng học mà không mua cho nữa sao? Nó ngoài con hà tiền ngoài con thợ con em nói thử thôi nha chị đừng buồn xin lỗi đâu có đồng có dạ, em nói thử đó nhắc con sao đó dạ em nói đi theo mấy bà đó. Tiền nhiều không ngoại ừ, đúng rồi thì bỏ nào con cũng sao ngoại trời ơi ghê chưa ghê chưa ghê theo mấy bà nè bà Hảo ở ngoài Mỹ nè tiền nhiều nữa nuôi con đầy đủ không ngoại ở ngoài ăn nước mắm nước tương thấy bà đi không đi theo bà Hảo không đi không để bà về thôi bà làm. Đừng gấp thôi gấp thôi gì thôi không có đi bà phải bà không 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 thử làm con thôi con thương bà ngoại cỡ nào không có đừng chứ bà đâu có bao giờ bà làm chia cái ác con bà như vậy đâu không có đâu đừng gấp đừng gấp không có chia rẻ ác con đâu nha con phải ở con nuôi cho bà ngoại nha những lúc bà ngoại bệnh đau con phải giúp đỡ bà ngoại nha coi em cho ngoan bà đâu có bao giờ bà làm chuyện đó được dù bà thương con mấy chăng nữa bà cũng đâu có cho con chia rẽ ra các em ra nha ở đây để giúp cho bà ngoại chứ ngoại phải bỏ con ngoại bỏ nhỏ rồi những đâu ngoại đừng có bỏ nín đi con nín đi thôi chị nín đi cho em nó nín cho chị khóc nó xúc động thì mà nín đi con nín đi thương quá đau nựng cái ẩm cái coi trưng quá trời luôn trời ơi thiệt luôn không có nổi im chục vàng á nghe thôi đừng khóc nha con cưng lắm mấy bà nó ăn cưng quá nha nhất là bà Hảo với bà Tâm đó, bà cùng bà Mẫn nữa đó, nha. Rồi, thôi con ôm bà Hảo một cái tình cảm đi từ bên Mỹ về đây đó, bà nặng lậu xuống thăm con đó. Rồi, hôn bà một cái đi nè, hôn bà một cái. Cảm ơn con nha. Cảm ơn con. Bây giờ tiền này để bà ngoại nó giữ đi. Dạ, dạ. Tiền này riêng, tiền này để bà ngoại nó giữ. Con đưa cho bà ngoại. Rồi bà ngoại mỗi ngày mua thịt cho các cháu ăn với lại mua gì cho nó đó mua cho nó mua tàu hũ với mua đồ chay đó ra chợ coi người ta bán đồ chay gì ngon ngon mua cho nó một hai bữa nó ăn cho nó thích nha rồi em vậy là ngày mai có bạn học hen rồi để cho cái này cũng phải tại cháu mi shop cái này cũng tại tôi biểu cháu thôi cũng thẳng hả đứng dậy con đứng dậy cùng bạn đây dạ vô đây con dạ đây con kính thưa quý ông bà cô chú tôi được biết cháu này từ khi tôi còn đang ở bên Mỹ mà thật sự mà nói là tôi cảm nhận cháu là niềm yêu thương của cả một dân tộc Việt Nam và niềm yêu thương của một gia đình và niềm yêu thương của tất cả những người làm bậc làm cha làm mẹ là ông bà. Bởi vì cháu là một đứa trẻ rất là phi thường, dù nghèo nhưng vẫn chấp nhận cảnh nghèo, mà biết ăn chay niệm Phật từ tấm còn bé,
không ai dạy cháu hết, bởi vì qua những cái lời phát ngôn của cháu, tôi đủ hiểu được rằng là lúc không có ông bà đây cháu cũng sẽ nói như vậy. Thì đây là những lời nói phát xuất từ tâm hồn của cháu. Một đứa trẻ rất là đáng khoa ngoan, học hành giỏi, ngoan ngoãn, có hiếu với ông bà. Một tấm gương rất là đáng ca ngợi. Kính xin ông bà, cô bác cũng nhìn đến cháu để thương cháu nhiều hơn. Và hôm nay được dịp về đây thăm cháu thì chúng tôi cũng rất là mừng, tại vì nhìn thấy được cháu cũng như là người thật việc thật, chứ không phải như những lời người ta đồn đoán là cháu được dạy dỗ những chuyện nói không đúng, không phải như vậy. Thì hôm nay cũng xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị em cũng đã theo dõi cái clip chúng tôi được đến thăm gia đình cháu. Và xin chân thành cảm ơn ông bà rất nhiều. Kính chúc ông bà, cô bác, anh chị em được khỏe mạnh, vạn sự may mắn trên đường đời. Xin chân thành cảm ơn và xin hết. Chào bà con.